Thưa quý vị, Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, đảm bảo chất lượng, làm hết trách nhiệm tham mưu, nêu rõ quan điểm và phương án xử lý, có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp chính phủ. Đó là một trong những yêu cầu được nêu ra trong nghị quyết số 45 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành. Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo liên quan đến quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tham gia họp thường trực Chính phủ khi được mời đích danh theo chỉ đạo, nếu cử cấp Thứ trưởng dự thay phải được sự đồng ý của Thủ tướng. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ giải quyết những việc thuộc thẩm quyền, không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương. Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân. Thưa quý vị, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra vào sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã lựa chọn 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Ghi nhận của phóng viên Khiếu Hương. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị hiệp thương lần 3 diễn ra sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến hết ngày 16 tháng 4 đã có 24 ứng viên gửi đơn xin rút không ứng cử, trong đó có một người thuộc diện tự ứng cử, có hai người có tín nhiệm cử tri ở nơi cư trú dưới 50%. Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số còn lại là 162 người đủ điều kiện để đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, với 30 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có 25 đơn vị bầu 3 người thì cần dư 2 người, 5 đơn vị bầu 4 người thì cần dư số lượng là 3. Vì vậy, tổng số ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cần chuẩn bị là 160 người. Theo đó, hội nghị hiệp thương lần 3 ngày hôm nay đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thống nhất số lượng người đưa vào danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và thống nhất lựa chọn để lập danh sách 160 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, với sự chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng quy trình, an toàn, tiết kiệm, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thị xã đang nỗ lực, quyết tâm cao, khẩn trương thực hiện các bước ra soát tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để làm cơ sở cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay thì Mặt trận Tổ quốc phường Đình Bảng đã tổ chức xong cái bước mà hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Đình Bảng, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và hiện nay thì Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường đang tổng hợp những kết quả lấy ý kiến và những cái ý kiến kết quả đó sẽ làm cơ sở cho Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tổ chức cái hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để ấn định danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 26, nhiệm kỳ 2021-2026. Và chuẩn bị cho cái hiệp thương bước 3 để trước khi chốt thì danh sách những người cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì là phải lấy cái tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Thì những người mà không được cử tri nơi cư trú, dù trước đó người đó có được đảm bảo các cái tiêu chuẩn, các cái được cơ quan đơn vị giới thiệu, nhưng về nơi cư trú mà không đảm bảo, không được bà con nhân dân, không được hàng xóm láng giềng tín nhiệm thì cũng không đưa vào trong cái hiệp thương lần thứ 3. Rồi năm nay nữa là cũng như là cái sự phối hợp của ban tổ chức với lại công an là làm tốt cái công tác rà soát cái tiêu chuẩn chính trị, để những người mà không đủ cái tiêu chuẩn chính trị thì cũng không đưa vào cái hiệp thương lần thứ 3. Do vậy mà cái công tác chuẩn bị cho
những người ứng cử về cái công tác nhân sự cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thị xã Từ Sơn năm nay làm rất chặt chẽ và đảm bảo theo đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Bầu cử thị xã, toàn thị xã có 102 đơn vị bầu cử. Qua rà soát, dự kiến toàn thị xã có trên 100.000 cử tri. Để việc lập danh sách cử tri đúng quy định, Ủy ban Bầu cử thị xã Từ Sơn tổ chức việc niêm yết danh sách cử tri công khai tại trụ sở, nhà văn hóa phường, các khu phố, đảm bảo thời gian quy định, tránh những sai sót. Để bầu ra được đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thì ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử thị xã đặc biệt chú ý vào cái chất lượng uy tín, chất lượng và chuyên môn, làm sao đó xứng đáng người đại biểu ứng cử và rồi nhân dân là đáp ứng được cái yêu cầu mà nhân dân mong mỏi, sự tín nhiệm của nhân dân và mang cái tiếng nói của nhân dân đối với các cấp cấp chính quyền để giải quyết những cái vướng mắc của nhân dân còn tồn đọng và cũng có trình độ làm sao để giải quyết được những cái việc mà đại biểu đó phụ trách đối với những đại biểu thuộc cơ quan nhà nước hoặc cấp chính quyền. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thị xã Từ Sơn đã thống nhất số người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã là 71 người. Trong đó, phụ nữ 33 người, trẻ tuổi dưới 40 có 33 người, đại biểu tôn giáo có 1 người, người ngoài đảng có 14 người, tái cử có 13 người. Ngày 18 tháng 4, thị xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.